Xin kính chào quý vị và các bạn. Người xưa thường truyền miệng nhau câu nói: ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo. Chính vì vậy, giấc ngủ góp phần rất quan trọng trong sức khỏe và đời sống của mỗi một con người. Để ngủ được sâu hay là tốt, chúng ta cần phải có những biện pháp, những cách phù hợp để chúng ta có thể có một giấc ngủ ngon. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với 6 loại đồ uống rất tốt trước khi ngủ, giúp bạn thư giãn và ngủ sâu tới sáng. Chúng ta nên sử dụng 6 loại đồ uống này trong trước giấc ngủ của mình để có một giấc ngủ ngon và sâu, giúp tăng cường sức khỏe cho chính bản thân mình. Mời quý vị cùng lắng nghe nội dung chi tiết. 6 loại đồ uống rất tốt trước khi ngủ, giúp bạn thư giãn và ngủ sâu tới sáng. Thường người ta hay uống chút rượu trước khi đi ngủ, nhưng ngày nay đã có rất nhiều loại thức uống tốt ngang ngửa so với rượu, từ trà, sữa đến sô-cô-la. Mời bạn cùng tìm hiểu. Nếu bạn đang gặp khó khăn để vỗ về giấc ngủ sau một ngày dài, những món thức uống nóng dưới đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất, giúp bạn thư giãn và sẵn sàng chìm vào giấc ngủ. 1. Cacao. Đây là thức uống khá truyền thống trước giờ đi ngủ. Cacao lần đầu tiên được tiêu thụ vào thời đế chế Maya. Họ cho rằng món đồ uống nóng làm từ hạt cacao rang với nước sôi thật là thơm ngon và bổ dưỡng. Vẫn chưa rõ người Maya uống cacao nóng trước khi đi ngủ hay không, nhưng đây chắc hẳn là sự lựa chọn số 1 của người dân vòng quanh thế giới trước khi lên giường. 2. Trà hoa cúc. Đây là sự lựa chọn hàng đầu cho những người không thích uống sữa. Trà hoa cúc vốn nổi tiếng với công dụng xoa dịu tinh thần, giúp bạn bình tâm thảnh thơi, đồng thời làm dịu dạ dày cũng như thúc đẩy một cảm giác nhẹ nhàng khắp cơ thể, rất tốt cho một giấc ngủ yên bình. Để đem đến kết quả tốt nhất, bạn nên uống một tách trà hoa cúc khoảng 30 phút trước khi đi ngủ và không cho đường. 3. Whisky mật ong. Món uống này có tên là toddy, là thức uống truyền thống của người Scotland. Bạn chỉ việc chế nước sôi vào một cốc whisky, khuấy đều với mật ong, cho thêm nửa lát chanh và một cây quế vào. Uống toddy trước khi đi ngủ sẽ giúp cho loại bỏ tình trạng đau đầu, ngăn ngừa bệnh cúm. Dù có đang bị bệnh gì hay không, thức uống này cũng là một trong những món tốt nhất trước khi đi ngủ. 4. Sữa nóng. Bà tôi thường khuyên nên làm một ly sữa nóng trước khi đi ngủ. Điều này có lý giải khoa học rõ ràng. Người ta cho rằng axit amino tryptophan trong sữa sẽ giúp sản sinh ra các hormone cần thiết cho một giấc ngủ ngon. Không chỉ thế, sữa còn giàu canxi và protein, rất tốt cho sức khỏe. Đây là thức uống đơn giản nhất để có được giấc ngủ ngon. 5. Trà bạc hà. Một loại trà thảo mộc khác với các thuộc tính như dược phẩm, đó là bạc hà, sẽ giúp bạn xả stress toàn bộ cơ thể. Đây có thể là thức uống tốt nhất nếu hôm sau bạn phải làm một bài kiểm tra hay có một buổi phỏng vấn. Trà bạc hà giúp tiêu diệt cảm giác sôi bụng, giảm tình trạng nôn nao và lo lắng. Trà cũng rất thơm ngon và giúp đầu óc tỉnh táo vào sáng hôm sau. 6. Sô-cô-la nóng. Trong khi thức uống cacao truyền thống là sự kết hợp giữa bột cacao với nước nóng, thì sô-cô-la nóng thường được dùng chung với sữa hoặc kem. Vì thế, đây là món uống tuyệt hảo hơn để thay thế cacao. Dù bạn muốn nghỉ ngơi khi đêm về, thư giãn sau ngày làm việc hay chỉ đang tự thưởng cho mình, thì sô-cô-la nóng vẫn là món uống thượng hạng được mọi người yêu thích. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mía là một trong số những loại thực phẩm được rất nhiều người ưa thích. Ăn mía có lợi như thế nào thì nhiều người không biết điều này. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với lợi ích đến từ cây mía, các thành phần, các dưỡng chất có được từ mía và tác dụng của nó như thế nào đến cơ thể của một con người.
Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu để biết rõ lợi ích để ăn uống, để phục vụ tốt cho sức khỏe của mình. Ăn mía có lợi như thế nào? Nước mía không chỉ có hương vị tuyệt vời mà còn cung cấp năng lượng cho cơ thể và cũng giúp ngăn ngừa nhiều bệnh tật. 1. Chống mệt mỏi. Lượng đường glucose dồi dào trong nước mía giúp bổ sung nước, cung cấp năng lượng để cơ thể bớt mệt mỏi trước sự tấn công của nắng nóng. Do đó, thay vì uống nước tăng lực, bạn nên chọn nước mía, ngăn chặn sự phát triển của bệnh tiểu đường. Mặc dù có vị ngọt do lượng đường cao, nhưng nước mía lại có ích cho những người bị tiểu đường, bởi vì chúng chứa lượng đường tự nhiên có chỉ số glycemic thấp, chỉ số phản ánh tốc độ làm tăng đường huyết của thực phẩm. Nhờ đó góp phần ngăn chặn sự gia tăng quá nhanh, quá mức của glucose trong máu. 2. Giúp chữa bệnh vàng da. Nước mía được coi là một loại thuốc tự nhiên để chữa bệnh vàng da và được khuyến cáo sử dụng cho bệnh nhân vàng da. Nếu bạn uống 2 ly nước mía với chanh và muối thường xuyên, nó sẽ giúp đẩy nhanh quá trình bình phục. Nó cũng cung cấp cho bạn rất nhiều năng lượng. 3. Ngăn ngừa ung thư. Nước mía là thực phẩm có tính kiềm do chứa hàm lượng các khoáng chất như canxi, magie, kali, sắt và mangan cao. Những căn bệnh như ung thư không thể phát triển trong môi trường có tính kiềm. Do đó, thức uống này có tác dụng ngăn ngừa ung thư hiệu quả, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú. 4. Ngăn ngừa sỏi thận. Nước mía dưỡng ẩm cơ thể rất tốt. Nó là một phương thuốc nhằm ngăn chặn và loại bỏ sỏi thận. Đây là những bệnh thường hình thành do mất nước. Uống nước mía liên tục có thể ngăn ngừa việc này. Hơn nữa, nước mía là một trong những thức uống tốt nhất để loại bỏ sỏi thận, giữ nước cho cơ thể. Mía là một loại thuốc tiên trong mùa hè khi cổ họng bạn khô do nhiệt và bạn đổ mồ hôi đầm đìa. Mía có tác dụng kỳ diệu cho bạn. Khi bạn bị mất nhiều nước trong mùa hè, nó giúp cơ thể bạn giữ nước hiệu quả. Vì thế, hãy uống một ly nước mía mỗi ngày trong mùa hè để giữ nước cho cơ thể. 5. Giải độc gan. Hàm lượng các chất chống oxy hóa trong nước mía giúp đánh bại các bệnh viêm nhiễm và tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch. Chúng còn bảo vệ gan khỏi bị viêm và góp phần kiểm soát mức sắc tố da cam. Hỗ trợ tiêu hóa. Sự hiện diện của kali trong nước mía giúp hệ tiêu hóa luôn hoạt động tốt, ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm ở dạ dày và được xem như một loại thuốc chữa trị táo bón hiệu nghiệm. Nước mía có thể phòng ngừa sâu răng và hạn chế hôi miệng. 6. Móng tay chắc khỏe. Nếu móng giòn và dễ gãy, đồng thời xuất hiện các nốt trắng trên móng, đây chính là lúc bạn cần uống nước mía nhiều hơn. Nước mía có nhiều khoáng chất giúp mang lại độ sáng bóng cho móng tay mà không cần phải nhờ đến sự hỗ trợ của các loại nước sơn móng tay chứa nhiều hóa chất độc hại. Nguồn cung cấp chất chống oxy hóa. Nước mía là một nguồn rất giàu hợp chất flavonoid và phenolic. Flavonoid được biết đến với khả năng chống viêm, chống khối u, chống oxy hóa, kháng virus và lợi ích chống dị ứng cho cơ thể. 7. Giúp cơ thể phục hồi nhanh sau sốt. Nước mía được xem là lựa chọn lý tưởng cho những người đang bị sốt. Trong quá trình sốt, cơ thể sẽ bị mất nhiều protein. Đây là tình trạng xảy ra khá phổ biến ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nước mía sẽ bù đắp lượng protein đã mất, giúp cơ thể nhanh hồi phục sau cơn sốt. 8. Ngừa mụn, đẹp da. Các loại axit alpha hydroxy hay còn gọi là AHA
là dưỡng chất mang lại rất nhiều lợi ích cho da, giúp duy trì một làn da khỏe. Chúng có công dụng ngăn ngừa mụn, làm giảm các nốt mụn sưng tấy, ngăn ngừa lão hóa, dưỡng ẩm cho da, đẩy lùi cảm cúm, viêm họng. Uống một ly nước mía thường xuyên giúp bạn tránh xa các bệnh như viêm họng, cảm lạnh, cảm cúm. Nếu bạn mắc những vấn đề này thì nước mía là một phương thuốc hiệu quả. Không quan trọng là mùa hè hay mùa đông, bạn đều có thể sử dụng. Kính thưa quý vị và các bạn, cà phê được coi là một trong số những đồ uống phổ biến của nhiều người dân Việt Nam. Uống cà phê mặc dù nó là một chất kích thích, nhưng nếu chúng ta biết cách và áp dụng đúng thì nó cũng mang lại những tác dụng rất tốt cho cơ thể. Vậy thì uống cà phê như thế nào để có lợi cho sức khỏe? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu phương pháp uống cà phê có lợi, gây lợi cho sức khỏe, những thời điểm uống cà phê phù hợp để chúng ta tham khảo áp dụng những kiến thức này khi uống cà phê trong cuộc sống. Cà phê uống như thế nào để có lợi? Phần lớn chúng ta đều uống cà phê vào buổi sáng để nạp năng lượng cho cơ thể, để cảm thấy tỉnh táo và để xua đi cơn ngái ngủ buổi sáng. Bên cạnh nhu cầu thực tế, uống cà phê cũng trở thành một thú vui trong xã hội hiện nay. Chúng ta coi cà phê như một cái cớ để nghỉ ngơi và một cơ hội để mọi người kết nối. Nhưng loại đồ uống này cũng có những hạn chế. Các quán cà phê liên tục tung ra những hương vị mới mà đi kèm là chứa nhiều đường và chất nhân tạo. Điều này có thể góp phần gây béo phì và tăng nguy cơ tiểu đường. Hàm lượng caffeine trong cà phê có thể gây ra những rắc rối. Uống quá nhiều cà phê có thể ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ, làm rối loạn đồng hồ sinh học bên trong. Kết quả nghiên cứu về thời điểm sử dụng cà phê. Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Rối loạn giấc ngủ và nghiên cứu tại Bệnh viện Henry Ford và trường Ibang-Wayan, Mỹ thực hiện một nghiên cứu để xem caffeine làm gián đoạn giấc ngủ như thế nào khi được sử dụng vào các thời điểm khác nhau trong ngày. 12 nam và nữ khỏe mạnh tham gia vào nghiên cứu này. Họ là những người có giấc ngủ bình thường và thường xuyên sử dụng caffeine ở mức trung bình. Trong nghiên cứu này, họ duy trì nếp ngủ bình thường với thời gian đi ngủ từ 9 giờ tối đến 1 giờ sáng và thời gian thức giấc từ 6 giờ sáng tới 9 giờ sáng. Họ ngủ khoảng 6,5 tới 9 tiếng mỗi đêm và không ngủ trưa. Những người tham gia được uống một lượng cố định caffeine cùng với giả dược vào khoảng 0, 3 và 6 tiếng trước khi đi ngủ. Các nhà nghiên cứu đã giám sát thói quen ngủ của những người tham gia sử dụng máy giám sát giấc ngủ. Kết quả, họ thấy rằng tại thời điểm 0, 3 và 6 tiếng trước khi ngủ, caffeine có ảnh hưởng đáng kể lên rối loạn giấc ngủ. Chất lượng giấc ngủ bị giảm đi đáng kể khi sử dụng caffeine ở cả 3 thời điểm trong ngày. So với dùng giả dược, người uống caffeine bị tỉnh giấc giữa đêm nhiều hơn. Thậm chí khi caffeine được dùng ở thời điểm 6 tiếng trước khi lên giường, những người tham gia vẫn bị gián đoạn giấc ngủ. Mặc dù vậy, kết quả đáng ngạc nhiên nhất là cảm nhận về tác dụng của caffeine lên cơ thể không phải là số đo trực tiếp về ảnh hưởng của chất này đối với cơ thể. Nói một cách khác, ngay cả khi những người tham gia không thể cảm thấy caffeine trong cơ thể, nó vẫn ảnh hưởng xấu tới chất lượng giấc ngủ của họ. Khi caffeine được uống ở thời điểm 0 và 3 tiếng trước khi ngủ, những người tham gia biết được là nó gây rối loạn giấc ngủ của họ. Khi caffeine được uống vào thời điểm 6 tiếng trước khi ngủ, họ không báo cáo bất cứ ảnh hưởng nào tới chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, máy giám sát giấc ngủ lại cho thấy không phải như vậy. Điều thú vị ở đây là chúng ta không nên đơn giản chỉ dựa trên cảm tính để đánh giá caffeine thực sự có ảnh hưởng như thế nào lên cơ thể và chất lượng của giấc ngủ. Cốc cà phê bạn uống buổi chiều có thể khiến bạn tỉnh táo lâu hơn bạn nghĩ. Uống cà phê như thế nào là tốt nhất? Mặc dù cà phê có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn, điều đó không có nghĩa là bạn nên tránh xa chúng hoàn toàn. Có nhiều lợi ích
cà phê có thể mang lại cho bạn, giúp cho não tỉnh táo là một trong những lý do chính. Vì vậy, chúng ta nên tập trung kiểm soát cách uống vào thời điểm uống trong ngày. Dưới đây là một số cách sử dụng cà phê lý tưởng. 1. Uống cà phê lúc 2 giờ chiều. Cà phê cần một thời gian để hết tác dụng và có thể gây rối loạn giấc ngủ, ngay cả khi bạn không cảm thấy nó trong cơ thể. Vì lý do này, tốt nhất là nên uống cà phê vào buổi sáng hoặc muộn nhất là đầu giờ chiều. Sử dụng cà phê hoặc đồ uống chứa nhiều caffeine khác như nước tăng lực sẽ làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. 2. Không uống quá 4 cốc mỗi ngày. Theo bệnh viện Mayo, người lớn không nên uống quá 400mg caffeine một ngày, tương đương khoảng 4 cốc cà phê. Sử dụng quá nhiều caffeine có thể gây lo âu và kích thích. Về lâu dài, bạn có thể bị phụ thuộc vào caffeine để duy trì sự tỉnh táo. Nếu bạn thực sự phải uống nhiều cà phê, hãy lựa chọn loại đã khử caffeine. Ba, giảm lượng caffeine hấp thu trong ngày. Bạn có thể cần caffeine vào buổi sáng sớm vì đó là thời điểm bạn ít tỉnh táo trong ngày. Càng về sau, bạn sẽ cần ít caffeine hơn. Đó là một ý tưởng hay để giảm lượng caffeine hoặc dùng những đồ uống không chứa caffeine. Bạn có thể chọn trà hoặc cà phê đã khử caffeine để đảm bảo caffeine không ảnh hưởng tới bạn vào buổi tối. 4. Quan tâm tới kích cỡ cốc cà phê bạn sử dụng. Hãy chú ý đến kích thước của cốc cà phê bạn uống. Uống một cốc nhỏ đầy thay vì một cốc lớn vơi. Nó sẽ mang đến cho bạn cảm giác bạn đang được uống nhiều cà phê hơn.